rồi, bạn hết máu rồi, hai cái hết máu rồi. À, gần nó không lá nha. Rồi này. À, giết được gần luôn á. Rồi, giết nó. Đánh chồng nha. Rồi, giết nó. Rồi, tao bỏ trà đây. Rồi, nó sắp chết rồi. Bỏ nha, bỏ trà tôi lấy bỏ đó. Rồi, lấy bỏ nha. Giết. Đánh rồi. Ok, đánh rồi. Đây có mấy con? Không, không biết. 4 anh 5, anh 4 á. Anh 4 á. Bắn này ra đúng rồi, đúng rồi. Xuống. Tới rồi, nó tới rồi. Tao đang vòng ra sao, tao đang vòng ra sao. Đánh em. Đây, câu rồi. Đây, tao đang vòng. Đây, tao đang vòng. Có tiền ném. Đây, giờ lên chơi nha, đây, giờ lên chơi nha. Rồi. Tao mít với thằng Jake, xong rồi đi lên cho. Được rồi đó. Cái thì lính tao đẩy cao rồi, để đã rồi đi, xong rồi lên lên tốt luôn á. Mấy lồng, mấy lồng, lính tao mấy lồng. Đây, đây đâu, nó không biết bít cái gì, nó chỉ có thể bít con cá sấu trước hoặc là con Galio trước. Rõ nằm team 2 nó sẽ lợi hơn, nó nhả cho mình con ghế tông hoặc một con gì đó để nó bít lại một cặp Camille Galio hay là con Agli gì đó để lấy nó phân đội hình của nó. Con Kyoga thì bít cho tự tin thì bít cho em, nhưng mà cái cặp combo dít với con ghế mạnh nha. Chắc chắn nếu con combo dít 100% thì phải ra đánh gồng cho anh. Đường trên này sẽ chỉ có một mình vị trí của Demon mà thôi. Có cả Jason cũng đang lên khu vực đường trên này để có thể hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Khói hạt được giải ra nhưng vẫn có thể thu lui về được. Để đá mắt lát chưa? Mắt lát, mắt lát. Đá rớt mắt lát. Bắn giờ mắt giờ. Tôi bắn mắt đi. Máy giờ đây. Để lát được. Rồi phát dưới luôn đi. Rồi đây, đây dùng chân nha. Nè, chỗ này. Thả đưa, đá rớt trên. Nhiều khi nó đai tao trên này á. Lát lá nha. Rồi. Ở đây hướng dưới nè. Di chuyển ra nha. Rồi. Tao kè chẳng ở đây rồi đó, tao kè chẳng ở đây rồi. Tao kè trước á. Đâu rồi, vô nè. Đánh được á. Đánh cho mày. Dù là bây giờ là Unero, họ lấy đi cho mình tất cả những A gục của bên phía IMI và đó là quét sạch sau một pha giao tranh ở dòng gió cho FBC. Đây, và Baru đang được ăn đi với tốc độ là tương đối nhanh hơn một nửa máu còn lại, và để xem nào một tình huống. Ở đây không lá nha. Rồi, không lá đâu anh.
đánh chung thôi, kệ nhau, kệ nhau. Ô lắm nó hướng kìa. Ô lắm nó hướng kìa. Còn nó thiếu người á. Nó không có chạy nha. Đây đây tao giết anh đi nó. Cái đầu chết. Ok. Ủa đang không tiền kìa. Rồi đánh chồng. Đánh được. Tao cho. Đánh tiền ra đây. Lấy mày làm tao. Bây giờ sẽ là một bài toán làm thế nào để giao tranh với việc mà bên phía FPTC cũng đã có một cái rộng lửa ngàn tuổi. Thằng đá rớt không góc bía, lấy nhau. Bà lô này. Mình đang có bò cầm ngàn tuổi nè. Em mới lên. Biết rồi, tụi này đang quay. Đánh được luôn, nó hết góc bía luôn. Đánh chồng rồi nè. Và một pha xoáy đẹp của July đã kết thúc hy vọng của Amihan Esports trong bàn đấu này. 2-0 dành cho FPC. 2-0, chỉ có một trận đấu cuối cùng nữa thôi. Mày giờ đi cái qua cái buổi đó nó thấy rồi nè. Tôi vô tiếp cống nè. Ở đây là bảy nha. Nè, ra xuống kìa. Biết rồi. Nó không là đi trên đây luôn nha. Nó chạy luôn. Tao bay rồi. Và ô thốt đây thì vẫn đang cố gắng phòng thủ trụ vào đường dưới. Tiếp tục là một tình huống gieo sân gánh được. Nhưng đó là sát thương của Yudano. 2-1 và Yudano vẫn có được mạng của gieo sân. Lên đi. Con sứ giả này đang bị ăn đi rất nhanh và nhiều khả năng rằng TFC chuyển ra đây thì con sứ giả cũng đã mất rồi. Và anh ta sẽ phải là một tình huống combo xuống để cướp, nhưng đó là đánh gạt tông nổ để cướp. Đây, không sao. Đường trên thì Demon vẫn đang có một thế đẩy là tương đối thành công. Anh ta có cho mình một cái trụ nguyên khối rồi. Cái lượng tiền nó được dành hoàn toàn cho người chơi xạ thủ bên phía của Amian trong tình huống họ thả các sứ giả đầu tiên của mình. Lôi lên. Chuyển lôi. Đây, tụi ta đang tới, đợi xíu. Rồi, đánh luôn được. Kè nhau. Đấy, hết rồi nha. Và phía bên này do nó tràn lên đi vẫn có lượng sát thương tốt. Anh ta di chuyển và anh ta có thêm được 2 điểm mà cùng trở về dạng thiên thần. Dắt thiên thần đó là vị trí của TF và anh ta cũng đã phải nằm xuống khi mà vừa hồi sinh lại. Có vẻ đây sẽ là một trận thi đấu mà các thành viên bên phía của Amian họ đã kiểm soát trận đấu tốt hơn hẳn so với bên phía của FPTC. Này, Nó đang ăn rồi. Misura di chuyển lên phía đằng sau này thì July đang bị chém bởi can. Họ đã bỏ Baron để đánh người phía bên kia. July biến mất và không còn bất cứ một thành viên nào của FPTC có thể kháng cự trước cái lượng sát thương quá lớn của Amihan. Họ có thể đổi được bộ này không? Đây, không đổi được bất cứ một ai cả. Đúng rồi, và bây giờ đó là chiến thắng đến cho Amihan.
Đây nó không gờ, con heo luôn nha. Đang lời nha. Con rồng đất xuất hiện rồi, bên phía EBC đang có lợi thế hai mạng hạ gục. Agali không lá trắng, không gờ luôn. Nhưng Yudero đang hơi cố gắng quá trong tình huống này. Giữ chân lại, đó là TF ở phía trong. Nhưng Kira đang bắn từ phía trên xuống. Anh ta đã có khả năng xả ra tương là hoàn toàn free. Ở phía bên này vẫn có được một mạng và đó là tình huống 2 đổi 2. Tôi nghĩ rằng là có lời rồi, nên lùi lại để có thể có tiếp tục những cái trụ ở khu vực đường dưới. Tôi chập ở đấy nha. Thì anh chàng Demon, vẫn được bắn rất tốt. Anh ta trói được vị trí của TF lại. TF không có chiêu cuối nữa. Bây giờ anh ta sẽ làm gì để bắt một đối phương đây? Một pha bơi ở trong trụ của anh chàng cá sấu, nhưng anh ta không hề phải nằm xuống. Và đó là một pha tan vỡ bởi một pha hai tốc biến trên người, hai tốc biến quan trọng của đội hình BTC đều đã mất đi phía bên này, thì hai người ăn Baron và đó có vẻ như vẫn sẽ là đủ khi mà khả năng chống chịu và lượng sát thương đến từ Demon nó là rất nhiều. 1/5 cây máu còn sót lại và một tình huống cắm kiếm không cắm được kiếm thì Baron đã mất phía bên kia, thì biến mất đó là Kiran dù lại bị out ra khỏi ngoài giao tranh rồi và không có cửa nào để có thể cho BTC chiến thắng trong tình huống giao tranh này được nữa cả. Và Khan đang tìm Jun Lai. Đây là những tình huống payback, họ đang trả thù những tình huống mà Jun Lai ném bom vào người mình ở hai game đấu đầu tiên và sẽ là cân bằng hai đều. SBTC và IBH sẽ phải bước đến một trận chung kết đúng nghĩa. Tôi thấy bây giờ cứ gà gáp mình bích được 3 le lận mà đâu có thể tận nó đi đâu đâu. Bây giờ gà gáp dù gần không bích một feed cũng được mà, đúng không? Nhưng mà gà gáp phá combat ngon. Bây giờ thấy ok không? Một lần cuối rồi đó, còn game cuối quyết định nào? Thầy mình muốn đánh gà lô không? Thôi, ai thầy vậy? Ôi, ai đi. Ai đi cờ động đi. Ai cờ động em. Ai đi cái này, ai đi đẹp. Cái sao? Cũng tập trung nha. Cố lên đi nữa. Cố lên. Cố lên nha, cố lên nha. Tí sức mạnh rồi đó. Cố lên. Ok. Ở đây. Đó luôn đó. Rồi, ở đây nó không lá nha. Tao không lá nha. Chỗ này phiêu ra cái điểm phiêu ra. Lôi. Ở đây thì Sabina đang bị cầu đi, lượng máu mất đi trong cái tốc biến. Và Misura có tình huống làm choáng được, rất nhiều sát thương vào, nhưng vẫn đang cố gắng để chạy thoát đến từ vị trí của Bidat. Và ở đây thì sao? Đâu có con mất tiền của con, lưu đi xin luôn đi. Tao có gà nha. Rồi hai thằng là biết nha. Chậu nha.
Rồi, đánh chiến thuật 5 người đi cùng nhau luôn rồi. Nhưng FBC tập trung hoàn toàn ở từ cánh dưới khi mà 45 giây nữa con rồng đất sẽ ra. Đã có hai rồng cho FBC rồi và nếu họ ăn được con rồng đất thì tiếp tục sẽ là một cái tiền đề rất tốt để cho FBC snowball vào đấu này. Và lính đã đẩy lên đến trụ 2 đường giữa, có vẻ như sẽ ép cái trụ này trước khi mà dồn đội hình ra hang rồng. Đấy chậu thôi, nó lao vô mà đó. Đó. Kể ra ở đây à. Đâu. Thôi vậy giờ cái thấy nha, tao vào rồi đó. Vậy nha, cái cộng của mình nè. Nó vẫn sẽ phải lao vào giao tranh thôi nếu như để cho các thành viên của bên phía nhưng ở đây đâu thì Khan đã phải bật cho mình đó là cả cái dây chuyền cũng như là đồng hồ cát để có thể thoát về được và mất luôn cả một cái tốc biến nữa rồi. Không ai có thể cân được Midas ở thời điểm hiện tại. Nên Midas đang là quá khỏe, chém luôn hai tướng của bên phía Abi Han. Ở đây nó hết tiền nha. Từ, nó chưa ăn. Đang gờ. Mua tay lên đây. Quăng gờ phá nó đi, nói chung là phá nó nha. Tao mua tay lên rồi đó. Từ đó nè. Đây rồi. Ra ba con nè. Em cho nó mấy người ra đây. Đi luôn tiếp. Đây nó không muốn tay. Anh Nguyên luôn. Chúc mừng đoàn quân Tam Kê, những chú gà chuồng xanh đã giành chiến thắng cực kỳ nghẹt thở trước đại diện cực mạnh đến từ Philippines, đó là Ami Han. Và bây giờ FBC chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết của giải đấu Super Summer Cup.